Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá phân bón các loại. Giá phân bón các loại tiếp tục chững ở mức cao với mức tăng giảm từ 20 đến 40 ngàn đồng một bao tùy theo đại lý. Phân DAP dự báo sẽ tiếp tục tăng do khan hiếm nguồn cung. Theo Trung tâm Phân tích Dự báo Thị trường Nông sản AgroMonitor, giá kali ở Việt Nam đang tăng mạnh trong những ngày qua do lo ngại nguồn cung kali bị thắt chặt trên thị trường thế giới bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga và Belarus. Hiện các nhà cung cấp phân bón ở khu vực Đông Nam Á đã hết hạn cho đến giữa tháng 4 năm 2022. Đối với phân bón kali, Belarus và Nga là hai nhà cung cấp lớn nhất thế giới, chiếm đến 40% nguồn cung toàn cầu. Với bức tranh toàn cảnh hiện nay thì giá kali sẽ có sự tăng phi mã trong thời gian sắp tới, đặc biệt là kali miễn. Các nhà cung cấp đều khẳng định kali nhập khẩu về Việt Nam thời gian tới sẽ vắng bóng các mặt hàng từ Nga và Belarus, và Israel cũng như Canada chớp thời cơ đều đã đưa ra những mức giá cao kỷ lục. Ở toàn khu vực, giá ure đã tăng từ 200 đến 250 đồng một ký. Trước những biến động khó lường của thế giới, giá phân bón hiện đã tăng từ 5 đến 8%. Đây là lần thứ 3 liên tiếp từ sau Tết Nguyên Đán, các loại phân bón như ure, DAP, NPK, kali đồng loạt tăng. Hiện các tỉnh phía Nam Việt Nam đang trong giai đoạn thu hoạch và sẽ bắt đầu vụ mới từ nửa đầu tháng 4. Các tỉnh phía Bắc đã vào vụ chăm bón lúa đông xuân nên nhu cầu phân bón tăng dần. Giá nông sản có nhiều cải thiện trong thời gian gần đây và có tiềm năng tăng giá mạnh nhờ nhu cầu lương thực rất lớn của thế giới. Do đó, nhiều khả năng nông dân sẽ tăng sản lượng gieo trồng cho vụ mới, qua đó tăng cầu về phân bón. Với việc gián đoạn nguồn nhập khẩu phân bón từ Nga đã dẫn tới giá bán phân bón trong nước tiếp tục tăng cao. Hiện giờ, giá phân DAP đã tăng 46% và giá trung bình là 874 đô trên tấn. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 904-909, Phú Mỹ 904-906, Bình Điền 901-950, ure Hà Bắc 902-907, Ninh Bình là 902-907, Trung Quốc là 906-909, ure Indo hạt đục 904-909, ure Malaysia hạt đục là 904-909, DAP Hồng Hà là 1.300.000 đến 1.390, Đình Vũ là 1.150.000 tới 1.290, Đức Giang là 1.100.000 tới 1.190, Philippines là 1.250.000 tới 1.350, Hàn Quốc là 1.390.000 tới 1.490, DAP Nga đen 64%, 1.290.000 tới 1.390, phân kali miễn Cà Mau 906 tới 1.000, Phú Mỹ là 904 tới 909, Ba Con Cò là 903 tới 908, Canada là 900 tới 904, Israel 902 tới 907, Belarus là 900 tới 950, Jordan là 900 tới 904, kali Israel hạt nhuyễn bột là 750 tới 709, phân kali Israel trắng là 708 tới 803, phân kali miễn Lào 802 tới 807, NPK 16 16 16, Nga 850 tới 900, phần SOB kali sunfat là 850 tới 809, NPK 16 16 8, Bình Điền 802 tới 806, Cà Mau là 804 tới 807, Phú Mỹ là 804 tới 807, Ba Con Cò là 900 tới 950, Việt Nhật là 806 tới 901, Hàn Quốc 16 16 8 9S là 750 tới 709, 16 16 8 TE Việt Nhật là 902 tới 907, NPK 20 20 15, Ba Con Cò 1.050 tới 1.150, Bình Điền 1.000.000 tới 1.050, Sông Danh là 907 tới 1.030, NPK 20 20 15 TE Bình Điền 1.050 tới 1.100.000, phân Lân Súp E Lân Long Thành 206 tới 300, Lân Văn Điển là 250 tới 209. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau và Phú Mỹ là 904 tới 908, ure Hà Bắc là 903 tới 906, Ninh Bình là 902 tới 907, Trung Quốc là 906 tới 909, DAP Hồng Hà là 1.300.000 tới 1.390, Đình Vũ là 1.150.000 tới 1.250, Đức Giang là 1.100.000 tới 1.190, NPK 20 20 15 TE Bình Điền là 908 tới 1.050, 20 20 15 Bình Điền là 901 tới 906, 20 20 15 Ba Con Cò là 1.050 tới 1.100, 20 12 7 TE Bình Điền là 809 tới 904, 18 86 Việt Nhật là 802 tới 808, 14 14 14 Philip 902 tới 906, 15 5 10 14 S Lào Cai là 504 tới 509, 16 88 Phú Mỹ là 801 tới 850.
20 5 5 Bình Điền 607 tới 702, 17 19 9 TE Phú Mỹ là 807 tới 901. Phân Lân Văn Điển 206 tới 209, Phân Lân Lâm Thao 204 tới 207, Phân Lân Đen 202 tới 206, NBK 16 168 Cà Mau và Phú Mỹ là 903 tới 909, Việt Nhật là 850 tới 809, Philips Korea là 806 tới 900, 16 168 TE Philips Korea là 809 tới 903. Phân Kali Miễn Cà Mau và Phú Mỹ là 900 tới 906, Lưu Huỳnh Nhật 502 550. Lưu hình Trung Quốc là 550 tới 509, lưu hình Đài Loan là 503 tới 507. Ở khu vực miền Trung, phân Ure Hà Bắc là 903 tới 906, Ninh Bình là 902 tới 906, Đầu Trâu là 902 tới 907, Phú Mỹ là 903 tới 907, Cà Mau là 950 tới 909, NBK 20 20 15 Song Danh 909 tới 1.040, Đầu Trâu là 906 tới 1.000, Bông Lúa là 904 tới 908, Ba Con Cò là 1.030 tới 1.080, Bình Điền là 1.000 tới 1.050, NBK 16 168 Phú Mỹ là 900 tới 950, Lào Cai là 850 tới 809, Đầu Trâu là 806 tới 900. Phân NBK khác 1688 Phú Mỹ 801 đến 850, 15 5 10 14S Lào Cai là 504 tới 509, 20 12 7 TE Bình Điền là 900 tới 950, Kali Bột Phú Mỹ là 806 tới 900, Kali Bột Hà Anh là 850 tới 809, Kali Hạt Rồng Đỏ là 803 tới 808, Phân Lân Lâm Thao 206 tới 209, Lào Cai 250 tới 208, Phân Lân Văn Điển 206 tới 209. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, Phân Ure Hà Bắc là 903 tới 907, Ninh Bình là 901 tới 950, Trung Quốc là 904 tới 909, Phú Mỹ là 950 tới 990, DAB Đình Vũ là 950 tới 1.000, Hàn Quốc 1.400.000 tới 1.450.000, Hồng Hà là 1.300.000 cho tới 1.390.000 đồng. NBK 13 13 13 TE Bình Điền 903 cho tới 907, 16 168 Việt Nhật là 901 tới 950, 16 168 TE Việt Nhật là 900 tới 950, 16 168 Ba Con Cò 900 cho tới 908, 16 168 Phú Mỹ là 807 tới 902, Lộc Điển 808 cho tới 902, Phân Lân Lâm Thao 204 tới 208, Phân Lân Lộc Điền 300 cho tới 350, Phân Lân Văn Điển 250 cho tới 208, Kali Zaren Hạt Miễn 900 cho tới 906, Phân Kali Belarus Bột là 750 tới 709, Kali Zaren Hạt Nhuyễn 706 cho tới 810, Kali Bột Canada 902 tới 906, Kali Bột Phú Mỹ 900 tới 950, Kali Bột Hà Anh 900 tới 950. Giá này là giá tham khảo trên mỗi bao 50kg và bà con mua bằng tiền mặt nha. Bà con lưu ý. Và kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại.